đó. Chạy điện trường là veo 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 luôn. Hi, xin chào cả nhà đã đến với kênh xe đạp đường số Thiện Nguyễn. Hôm nay như thông lệ là mình cùng mọi người khám phá một em xe mới nữa nha. Em này có thương hiệu rất là nổi tiếng là thương hiệu PNG, dòng Roma 2 đó. Thì em này nó đặc biệt như thế nào, mình cùng mọi người bắt đầu khám phá nha. Thì bạn thấy tổng thể không, cái xe này nó nhìn nó rất là mạnh mẽ. Về tổng thể cái sườn bạn thấy không, sườn nó rất là vuông vức, có những góc cạnh và nó cao đó. Thì bạn thấy sườn này là nó là này thuộc dòng Touring nha mọi người đó. Dòng Touring, và đặc biệt cái màu sơn của nó là màu xanh rêu quân đội và sơn 3D luôn đó. Ánh kim ra nắng. Và cái gấp của nó thiết kế cũng rất là khí đồng học. Chiếc này nó mạnh mẽ và khí đồng học. Mình đã đo rồi ha. Chiếc này là cây đứng của nó là 54. Thì nó phù hợp cho những người là 1m. Như mình đây phù hợp nhất là 1m75. Và nó phù hợp với một người từ 1m7 tới 1m8. Lý tưởng nhất là 1m75 nha mọi người ha. Thì đây có những dòng xe đó là hàng nội địa của Nhật ha, có tem Nhật nào nha mọi người, cho thị trường Nhật. Thì nó là hiệu PNG đây, Roma 2, logo rồi đầy đủ luôn đó. Mà nó là full nhôm nha mọi người, nó sườn nhôm rất là nhẹ ha đó. Chiếc này cân nặng cho mình đoán nó khoảng tầm trên dưới 12kg ha. Trên đây có hai gọng mình nước luôn đây, để cho mình đi trên những cái đoạn đường dài đó. Thì tổng thể mình thấy chiếc xe không, nó màu xanh quân đội, rồi dĩ đông bông tăng màu đen hết, nó dò dĩa đen chống đen, có nổi bật lên một cái đùm sao ánh kim sáng giới luôn đó. Từ từ mình sẽ giới thiệu. Rồi mình đi vô cái bánh sau luôn. Bánh sau đây là bánh 700 ha, niền xé gió, niền Alestream, và cái chân câm xen kẽ màu đỏ màu trắng, màu đỏ màu trắng rất là đẹp ha, câm inox. Và bánh của nó là bánh 700C, ông là 28 nha mọi người ha. Kết hợp với cái chống nhôm rất là đẹp luôn. Thì điểm đặc biệt lúc nào vậy mình giới thiệu luôn là ở bánh sau của nó. Đây. Bánh sau là đùm Shimano Nexus sáng giới luôn. SG7R50 ha. Chống ồn luôn. Thì những dòng xe đây mình giới thiệu hàng loạt chiếc xe đùm 7 số. Tuy nhiên chiếc xe PNG mà đùm 7 số rất là hiếm nha mọi người. Đây, và bên đây mình xài cái tăng sên luôn, Shimano Nexus tăng sên kết hợp với dĩa nhỏ mỏng. Cũng như xài mình xài sên khoảng là sên 8-9 lít, sên mỏng, dò dĩa mỏng, dò dĩa nhôm luôn để mình tối ưu cái lực đạp ha. Trước đó mình có giới thiệu chiếc PNG dòng kia, nó nhìn nó mềm mại hơn màu trắng ha. Thì mình đi trong phố, còn chiếc này có thể mình đi đường trường luôn. Thắng V nhôm, rất là nhẹ nhàng. Rồi mình đi ra bánh trước luôn. Trước thì cũng 700 giống vậy ha. Nó xài cái vỏ Smart World của Đức luôn, niền xé gió. Bánh trước của nó cũng là cái niền đen bóng, đùm đen bóng luôn, Shimano có thể mở bằng một tay, mở khóa một cái là lấy bánh ra luôn, rất là nhẹ nhàng ha, chớn nhiều đạn luôn. Rồi mình đi lên bộ đầu. Bộ đầu của nó ghi đông bông tăng nhôm hết, đen bóng luôn. Và cổ thả của nó technology đây, cổ thả cũng nhôm luôn, ghi đông bông tăng hiểu thì tăng rồi đây đó. Và xài thắng trước là thắng Avis nha mọi người ha.
dây thắng nó hai màu luôn, màu màu đen với màu theo xe, giống pin chi theo xe màu rêu. Này là xài tay bẵng 7 số nha mọi người, Sinonesset 7 số, thắng Avis. Thêm tay cầm ví đồng học êm ái, này tay bẵng. Tay bẵng ưu điểm cái là mình lúc nào mình cũng cái tay để dính liền trên ghi đông hết, không có rời khỏi nó, chỉ xoay dặn thôi. Ưu điểm của nó là không có rời khỏi cái tay, ngón tay mình không có rời khỏi cái ghi đông. Rồi phần này là cái yên cũng rất đẹp ha. Yên gel luôn, yên gel của Nhật hay của Ý vậy đó ha. Còn cái cốt yên nó cũng bằng nhôm màu đen bóng luôn, với cổ dê rất là gọn gàng, nhỏ nhắn ha, nhỏ nhắn xinh xắn, cổ dê bằng dặn bằng lục giác. Đây mình test cho mọi người xem cái nhông nhỏ ha. Đó, số 1 ha, số 2, số 3, số 4, 5, 6. Chó kêu rất đã ha. Đây, hết số luôn. Hết số luôn ha. Đó, quay rất là nhanh ha. Quay rất là nhanh ha. Đó, trớn rất là dữ ha. Trớn rất dữ. Cái này bị cả cỏ. Quay lại người số 8 nè. Đó, chạy đường trường là quèo 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 luôn. Chớn giữ bánh không nhỏ, chạy tốc độ luôn ha. Chiếc này rất là mạnh mẽ nha. Rồi mình vừa chia sẻ xong với mọi người một chiếc BNG thương hiệu đến từ Ý ha, rất là mạnh mẽ, màu sắc kiểu dáng rất mạnh mẽ, và khí đồng học phù hợp cho người từ 1m70 tới 1m8, lý tưởng nhất là 1m75 ha. Thì xe này phù hợp cho những người đi tập thể dục hay dạo phố, có thể đi đường trường ha, với một cái khung sườn khí động học và cái bánh niền xé gió hông nhỏ 28 và kết hợp với đùm 7 số, mình có thể đi đường trường, có thể đi Cần Giờ, đi Vũng Tàu trên dưới 100 cây là rất thoải mái. Thì mọi người có ý kiến thì nhớ comment ở dưới video ha. Ai lần đầu tiên đến với kênh thì nhớ đăng ký kênh để sắp tới mình ra những video là mọi người được đón xem. Một lần nữa mình xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.